cho Yao Pi có một lựa chọn mạnh. Đây sẽ là Ajax được khóa luôn. EDG có cơ hội sở hữu cho mình đó là cả Gragas và Varus. Và đây bắt đầu rồi, bắt đầu có cái mùi gọi là cái mùi này rồi. Mùi đang nhá hàng cho mình một con Panhill rất mạnh đến từ vị trí của EDG, một con tướng mà rất khó có thể khả năng xuất hiện ở trong một trận đấu Trung Quốc, nhưng với EDG không gì là không thể, nhưng vẫn sẽ là một quyết định an toàn. Có thể sẽ vẫn là bộ khung Gragas Varus, là một pha thi đấu mà EDG họ hoàn toàn mong muốn. EDG ở trong ván thi đấu này thì họ thả ra đến ba quân bài mạnh, đó là Senna, Gragas cùng với là Ajax, và họ buộc đối phương chọn một con. Sau đó thì họ sẽ có thể lấy hai con còn lại. Như Ajax thì đã được Naos lấy đi rồi, như vậy là Shindu sẽ không có được quân bài thuận tay của anh ta ở trong cái ván thi đấu này. Nhưng đổi lại thì Langui sẽ có được quân bài tủ của anh ta, đó là con Gragas. Và bên cạnh đó thì EDG lấy thêm con Varus nữa để có thể hoàn tất cặp đôi đường rồng của họ. Trong khi đó bên phía bên kia, Zeke cũng đã có. Và Blitzcrank à, liệu rằng có Blitzcrank trong tay của Rafe hay không? Lại là Blitzcrank à. Hơi là khó cho Naos nha. Trận thi đấu cởi mở nhưng mà đừng cởi quá. Chúng ta thấy được rằng không, vẫn sẽ là Nautilus, một màn thi đấu cực kỳ chắc kèo. Và Naos họ cũng muốn gọi là cân bằng lại khu vực đường rồng với việc là họ cũng lấy sớm luôn cho mình đó là con Nautilus thôi. Bây giờ có hai vị tướng mà bên phía đội tuyển EDG mà Naos họ cần rất là quan tâm, đấy là con Shen. Tôi nghĩ là con Shen là con tướng mà bên phía đội tuyển Naos không muốn để ra cho vị trí của EDG đâu, bởi vì xẻo trang anh ta đã từng đánh con Shen ở vị trí đường trên rồi. Còn bây giờ khi mà đã lấy Ajax thì chắc chắn bạn phải nhả Jone rồi. Jone sẽ có thì vị trí của EDG. Và một trong những người đánh EDG bên phía EDG thì một trong những người đánh Jhon khá là nhiều thì lại không phải là Shinto, mà là Yu mới là người đánh con Jhon này khá nhiều ở bên đội hình đội tuyển này. Đúng là như vậy, Yu sẽ là người cầm Jhon ở trong ván thi đấu này, tôi cũng đồng ý kiến với là anh Xuân Vũ. Thì bây giờ vấn đề là Shinto ta sẽ sử dụng quân bài gì ở trong ván này. Trước đó thì họ đã có Gragas cùng với lại Varus rồi, thì có thể là Shindu sẽ đem ra quân bài đi rừng thứ tư của anh ta, quân bài đi rừng hiếm hoi mà ở thời điểm hiện tại Shindu vẫn còn có thể chơi tốt bên cạnh những Fiora, bên cạnh những Ngộ Không, bên cạnh những Ajax của anh ta, đó là con Kha'Zix. Kha'Zix vào trong đội hình của EDG ở trong ván thi đấu này là cực kỳ hợp lý, nhưng để coi là trong phase thứ hai thì bên phía của Malianos có cấm đi quân bài này hay không. Tức nghĩa là với hai lực cấm của họ thì có nghĩa là một lực cấm sẽ dành cho Kha'Zix đó. Thật ra là Naos họ sẽ phải lưu tâm đến một vấn đề nữa. Đây là một cái đội, một cái bộ khung mà các đội tuyển Trung Quốc họ đang làm khá là nhiều. Đấy là Varus Corki. Varus Corki là một bộ hai xạ thủ đang khá là mạnh ở thời điểm hiện tại, và các đội tuyển Trung Quốc họ đang làm khá tốt. Và chúng ta thấy được rằng khi mà có Jhon, nếu như bên phía EDG muốn thì họ hoàn toàn có thể luân chuyển con này ra khu vực đường rừng để cho con Corki đánh ở khu vực đường giữa, và sau đó thì thêm một vị tướng chống chịu ở khu vực đường trên. Khi mà Xẻo Trang cũng là một người chơi đánh rất là tốt vị tướng chống chịu thì đó là một điều hoàn toàn có thể. Bởi vì bây giờ hiện tại Naos vẫn đang nghĩ rằng đây là con Jhon dành cho Yu như chúng ta nhận định rồi. Họ đã cấm Shen đi, và có thể là cả Kha'Zix nữa. Còn trong cái đó thì EDG họ cũng đang nhận định rằng có khả năng Yao Pi trận thi đấu này anh ta sẽ không cầm con Ajax này, và thay vào đó thì anh sẽ cầm những con tướng mà có thể khả năng ram tốt như là con Vi hay là con Xin Zhao. Thì EDG họ sẽ cấm Vi trước. Và EDG mất một lực cấm à? EDG họ bỏ một lực cấm, nó hết thời gian và họ không kịp cấm. Không biết là không kịp cấm hay là đó là chủ đích của EDG. Tôi nghĩ là cái việc mà họ bỏ một lực cấm như thế này thì đó là cái ý đồ họ cũng muốn chơi Kha'Zix ở trong phase 2 của họ. Tuy nhiên thì trong phase 2 Kha'Zix vẫn còn, nhưng EDG quyết định lựa chọn trước cho mình đó là quân bài Garen ở khu vực đường trên. Ở bên phía bên kia thì đổi ngược lại, họ lấy Corki cùng với lại Rayton. Như vậy là cái bài Corki Varus trong ván thi đấu này, nếu như EDG họ muốn chơi thì coi như là không có nữa. Thì EDG họ sẽ chọn quân bài gì đây? Zac rồi, như vậy là Zac đường trên, Garen đường giữa, và Jhon sẽ nằm trong tay của Shindu đi rừng. Họ lo sợ rằng việc họ mất con Garen ấy, họ nghĩ rằng đội hình này cần phải vận hành có con Garen, cho nên rằng đây sẽ là con Garen được lấy trước chứ không phải là con Corki. Còn trong cái đó thì Naos họ cũng rất là nhanh tay, họ lấy con Corki về cho mình thôi, bởi vì Corki Zic cũng là một bộ đồ mà cũng tương tự như là Varus Corki thôi, cũng rất là mạnh, mặc dù nó hơi cũ một chút xíu nhưng nó khá là ok. Còn như chúng ta đã nói rồi, với việc mà cấm hai con tướng đi rừng, EDG họ luân chuyển rất là nhanh, họ sẽ để Shinto ở trận thi đấu này cầm Jhon, và Yu trận thi đấu này anh ta sẽ cầm một con Garen ở khu vực đường giữa cùng với Xẻo Trang được cầm một con tướng rất thuận tay của mình, đó sẽ là con Zac. Tuy nhiên cái đội hình này thì cảm nhận của EDG, đội hình này của họ đánh hơi lâu, họ có hơi nhiều chất tướng mang thiên hướng sát thương, và để mà phân chia tài nguyên thì bên phía đội tuyển EDG sẽ cần phải làm rất là tốt ở trong cái giai đoạn đầu tiên của trận thi đấu này. Và trong đó thì bộ khung của bên phía đội tuyển Naos họ dễ vận hành hơn, đội hình khá là chuẩn chỉ khi mà họ có hai con tướng Skelet là ổn rồi, một con tướng Ajax mang thiên hướng càn trước cùng với đó là Renekton và còn cả Nautilus nữa, thì đội hình này là một đội hình nó gọi là về gọi là form mắt thì nó nhìn nó đẹp mắt hơn so với đội hình của bên phía đội tuyển EDG. Nhưng EDG thì lại là một đội tuyển họ cũng thích chơi những cái bài dị, và với cái đội hình như thế này thì nó cũng đảm bảo cho họ thứ nhất là sát thương có, khả năng chống chịu họ có,
họ chỉ có hơi nhiều kiểu khả năng sát thương. Ví dụ như là nếu như con Zac thay bằng Zac là một con tướng nào đó khác, kiểu dạng như Kha'Zix như trận thi đấu trước để tăng thêm khả năng cấu rỉa thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, như anh Việt nói. Nhưng mà họ quyết định lựa chọn sẽ là con Zac ở khu vực đứng trên và hoán đổi con Garen này sang khu vực đứng giữa. Còn lúc đầu thì em đang nghĩ nó sẽ là con Yone ở vị trí đứng giữa, con Garen ở đứng trên cơ. Nhưng mà không, họ đã quyết định cho lần này họ đặt niềm tin cho con Yone này nằm trong tay của Sinh Đu. Có lẽ là họ muốn đầu tư thêm một chút về khả năng chống chịu, khả năng đánh nhịp 2, nhịp 3 giao tranh tốt với hai sự lựa chọn Garen cùng với Zac. Đồng ý là Kha'Zix sẽ là một con bài rất tốt cho EDG ở trong vài thi đấu này khi họ đã có Varus cùng với Gragas rồi. Tuy nhiên thì nếu như Kha'Zix xuất hiện trong đội hình của họ thì có vẻ như là các tuyển thủ EDG đã cảm thấy cái đội hình của họ sẽ tương đối mỏng. Và khi mà phải đối phó với khả năng càng lướt đến từ con Aatrox cùng với Nautilus rồi thêm cả đối tông bên phía của đối phương thì họ rất có thể là sẽ không đối chọi lại. Do đó là quyết định đầu tư con Garen ở khu vực giữa và thêm một con Zac ở khu vực đường trên, với những cú phản công có thể cò quay rất lâu ở trong pha giao tranh và thêm cả Ragas làm dàn chắn phía trước nữa. Và Xingdu ở trong ván này thì anh ta cầm Yone, mặc dù là cái tỷ lệ mà Xingdu anh ta sử dụng con Yone ở trong vòng bảng của WIL Asia, vòng bảng của chúng ta thì thực sự nó không phải là quá nhiều đâu. Bốn con tướng thuận tay nhất của Xingdu tôi vừa mới chia sẻ vừa rồi là Ngộ Không, Aatrox, Fiora với lại Kha'Zix cơ. Và đây là ván thi đấu tôi nghĩ là Xingdu anh ta cần chơi con Yone này để đảm bảo cho cái đội hình của EDG. Thì khi mà hở ra con Aatrox và con Yone thì con Yone nó được ưa thích nhiều hơn là con Aatrox, bởi vì con Aatrox là một vị tướng mà bạn nếu mà bạn có những cái mạng đầu sớm ấy thì sức mạnh của bạn tăng tiến rất là nhanh. Còn khi mà bạn không có mạng ấy thì chúng ta xem rất nhiều trận đấu mà con Aatrox khi không ăn được mạng nào nó rất là tù trong những cái pha đánh mục tiêu, kiểu cảm giác nó không thể vào được và lấy được những cái mạng gục, và tranh chấp nó cũng không phải là ở cái ngưỡng ok. Còn trong cái đó thì con Yone là một con tướng mà nó có một cái mechanic là một cái xuất hồn, khả năng ra vào nhịp giao tranh của nó và rút về nó rất là ổn. Còn Aatrox thì nó thiên về bạn Odin rất là nhiều. Còn đây là một pha thi đấu trước nên chúng ta thấy được rằng Lavui, bản sắc của anh chàng này luôn luôn lấy thịt đè người sớm, và anh ta gây sức ép vào vị trí của Mitsura và thậm chí rằng tung luôn cả một cái thiêu đốt vào người anh chàng cocky của bên phía đội tuyển này. Rồi và Zhao Pi cũng đã di chuyển qua khu vực đường giữa rồi, và vậy anh ta lộ sai và anh ta cũng lộ luôn cái hướng di chuyển của mình đang là di chuyển phía trên bản đồ. Ngay lập tức Lavui cũng đã có một bước phản ứng của mình, anh ta biến về và anh ta sẽ tiến lên khu vực đường trên để có thể cover cho Sang. Và Sang chắc chắn là sẽ không gặp nguy hiểm khi mà hỗ trợ của anh ta cũng đã đến kịp. Còn trong khi đó thì con Aatrox của đối phương, đây là vị tướng mà chắc chắn là bạn sẽ farm tất cả bãi rừng của mình, sau đó thì bạn mới có thể làm gì thì làm. Một phát nho nhỏ thời điểm hiện tại thì là cái tỷ lệ thắng của Aatrox, mặc dù đây là vị tướng rất được ưa chuộng đến từ tất cả các đội tuyển của chúng ta trong vòng bảng của WIL Asia, tuy nhiên cái tỷ lệ thắng của nó không phải là quá cao. Tỷ lệ thắng của Aatrox trong xuyên suốt vòng bảng của chúng ta chỉ là 48% mà thôi. Nghĩa là nó ở mức, nghĩa là khi mà các bạn đánh một gọi là một cái các con tướng ấy, cái vị tướng mà nó rơi khoảng tầm 49-50% thì thật ra là khá là cân bằng rồi, nghĩa là kiểu có thắng có thua ấy. Còn tầm 52% đổ lên thì đấy ra là một con tướng khá là mạnh ở trong meta hiện tại, và hiện tại đang có một con tướng làm được điều đấy, đấy là con Gragas. Và thậm chí rằng cái chỉ số của con Gragas nó còn rất là cao, nó phải rơi vào khoảng tầm 57% và nó vẫn đang liên tục là chiến thắng. Và đây là pha thi đấu chúng ta thấy được rằng bắt đầu bết chiêu đến từ phía chiều cam, có bị bắt lừa không, chắc chắn bị bắt lừa, và Sang cũng rất nhanh tay để anh ta có thể tốc biến bỏ đi rồi. Một pha thi đấu mà cam anh ta có pha bết rất là sâu, và anh ta hoàn toàn có cơ sở làm điều đó bởi vì Lavui trước đó đã sử dụng một cái thiêu đốt lên người của Cocky nằm trong tay của Mitsura rồi, và họ biết rằng bên phía đội tuyển EDG sẽ không đủ đam để có thể giao tranh 2-2 trong tình huống đó. Và một pha thi đấu mà chúng ta thấy rằng cam rất trì trong tình huống rồi, suýt chút nữa thì các thành viên của EDG họ đã bị mắc lừa. Tuy nhiên thì Sang trong pha thi đấu vừa rồi anh ta cũng rất nhanh tay tung ra một tình huống tốc biến để có thể thoát khỏi cái tầm quỷ kiếm đắp kim của bài Aatrox bên phía đối phương, và anh ta không bị hạ gục. Nhưng bây giờ thì đường trên của EDG mất tốc biến, và đây chắc chắn sẽ là cơ hội để cho Naos có thể khai thác. Với cái vòng rừng như thế này thì bây giờ Aatrox nằm tay của Zhao Pi sẽ quay trở ngược lại khu vực đường dưới để farm. Và sau tầm khoảng 2 phút nữa thì anh ta sẽ có mặt khu vực đường trên, tiếp tục đánh đổi vị trí của Sang. Một cú tung lũ đổ hay hất văng ra về ngược trở về, ra về mất tốc biến. Không sao cả, đây vẫn là 3 phút 27, một cái tốc biến nó hoàn toàn có thể ổn. Còn nếu như bạn đưa cái mạng đó dành cho vị trí của Yone thì chắc chắn nó sẽ là một cái áp lực khá là lớn dành cho đội hình của bên phía đội tuyển Naos. Ở đây thì chúng ta thấy được rằng ôi, Cam anh ta sử dụng luôn cái lượng nộ của mình để có thể clear con lính nhanh. Chắc là anh ta đang muốn về để ăn cho mình những hạt hồi phục để tiếp tục tái giao tranh với vị trí của Xiao Trang. Hiện tại thì spell của Xiao Trang thì anh ta đã mất đi cho mình một cái tốc biến rồi, còn lá chắn, trong đó thì Cam còn nguyên cả hai. Và nếu như giao tranh thì có lẽ người có lợi sẽ là vị trí của Cam mà thôi. Rafe tiếp tục tiến lên đây, Rafe không còn tốc biến nhưng chiêu của anh ta còn. Và đây là pha thi đấu, quay lính này không có xe. Và liệu rằng các thành viên của Naos họ có muốn làm trong tình huống này không? Bắt đầu bật trước cho mình một lượng giáp, đó là vị trí của Rafe, nhưng họ không tự tin lắm. Họ quyết định ra về, một pha thi đấu mà cảm giác như nếu
không có một con xe thì hơi khó để cho bên phía đội Naos họ có thể ram ở trong tình huống này. Còn bây giờ có xe rồi, nhưng các thành viên của bên phía đội tuyển EDG cũng đang có những cái động thái tiến lên khu vực đường trên để có thể hỗ trợ cho vị trí của Xiao Trang. Tuy nhiên thời điểm này thì cả Ragaz cùng với Yone đã mất đi chiêu cuối rồi. Do đó là nếu như bên phía của EDG muốn làm một điều gì đó khu vực đường trên thì chỉ có thể là cover vị trí của Sang thôi. Chứ còn để tấn công ở thời điểm này vào đội hình bên phía đối phương thì coi như là không thể. Và đây cũng là lúc mà cả hai bên sẽ hướng đến việc kiểm soát rất nhiều. Bởi vì 28 giây nữa thì hai mục tiêu lớn sẽ xuất hiện trên bản đồ. Ở thời điểm này thì Naos vẫn đang rất bình tĩnh trong khâu kiểm soát tầm nhìn của mình. Họ cắm mắt ở hang sứ giả khe nứt. Và trong hang rồng thì họ không có mắt. Như vậy thì nhiều khả năng con rồng sẽ là mục tiêu được hướng đến bởi Naos hay chăng? Hay là sứ giả khe nứt? Bởi vì con sứ giả khe nứt cũng là mục tiêu rất hợp lý dành cho con Aatrox nằm trong tay của Zhao Pi. Đây là vị tướng carry, và với một vị tướng carry như thế này thì con sứ giả khe nứt được thả sớm để có thể lấy sát trụ để có thể lấy tiền sẽ là một sự lựa chọn khá ổn. Đây sẽ là đổi mục tiêu đến cả hai đội tuyển này, bởi vì đánh giao tranh thì bây giờ EDG họ sẽ không lại bởi vì cái kiểu đánh, nhưng đây là một pha thi đấu chúng ta thấy được rằng Alone Rafe đang gặp rất nhiều khó khăn ở đây, và một cú thùng rượu đổ, một cú lăn thùng rượu là đủ kết hợp với một cái thiêu đốt để lấy được mạng của Rafe. Còn trong đó Cam đang solo thua so với vị trí của Xiao Trang à. Và đây là một pha thi đấu thua chấp một spell thiêu đốt nhưng vẫn có mạng, đó là Xiao Trang bật cho mình, đó là đôi cánh chiến trận lao lên. Yao Pi, chúng ta cùng sờ xem chiến binh tận thế này có được mạng hay không, và câu trả lời chắc chắn anh ta sẽ có được mà thôi. Một đổi một ở khu vực đường trên, nhưng trong khi đó thì khu vực đường giữa đó là có mạng, và trong đó thì ở đây Mitsura đang muốn có một pha solo, anh ta có thể lấy được mạng của Yone, nhưng anh ta cũng phải trả giá với việc Yu đã có mặt ở đây rồi, giật một cái kiếm ngay trước mặt anh chàng này. Liên tục là bắt đầu có những pha thi đấu và mang phong cách hoang dã của vực APAC đối đầu với Trung Quốc rồi. Các bạn cũng là liên tục chỉ trong đâu đó khoảng tầm 1 phút vừa xảy ra, đó là năm mạng cũng đều chia đều cho tất cả các lèn. Tuy nhiên thì cái tình huống đổi chác này tôi đánh giá là bên phía Naos hoàn toàn có lời. Mặc dù là can khu vực đường trên ta nằm xuống, nhưng sau đó thì người đi rừng của anh ta đến kịp. Và có Aatrox nằm tay của Zhao Pi có mạng. Đó là cái điều mà chắc chắn là bên phía của Naos sẽ rất vui. Ở khu vực đường dưới thì con Corki cũng có mạng, và đó là mạng hạ gục vào người đi rừng bên phía của đối phương. Đây là một pha solo mà Cam anh ta đã mắc một sai lầm rất chí mạng, đó là anh ta làm choáng trên cái quay tay. Đến từ vị trí của con rắc đó thì chắc chắn là anh ta thua rồi. Còn đây là một pha thi đấu chúng ta nhìn Mitsura có một pha phây chất khá là tốt khi mà không có tầm nhìn ở đây. Anh ta biết Sinh Tu có mặt ở đây và anh ta chủ động luôn trải cho một pha thảm lửa tình huống này. Và đó là pha thi đấu Mitsura thi đấu khá tốt, mặc dù cái tình huống sử dụng chiêu cuối này của Sinh Tu khá đẹp này. Nếu như đó anh ta còn một lượng máu đủ thì có thể anh ta sẽ không phải nằm xuống đâu. Trong khi đó thì đường trên thì bắt đầu có những động thái, chúng ta thấy Xiao Trang đang là người có lợi thế hơn. Dẫu sao thì đây vẫn là một con tướng tủ của anh chàng này, đó là con rắc. Ở khu vực đường giữa thì rất là đáng tiếc khi mà Bimbo chưa có mạng nào cả, và trong đó thì Lang Gu đã có một mạng nằm trong tay của Rafe, chưa sao cả, đấy là một mạng của hỗ trợ mà thôi, và tiếp tục sẽ phải là trì hoãn và tiếp tục farm. Nhìn vào biểu đồ gọi là trạng nguyên đây thì chúng ta thấy rằng Yao Pi đang là người giàu nhất với 5.800, mà nối sau anh ta đó là vị trí của Yu với con bài Garen. Rồi tuy nhiên thì Mitsura ở khu vực đường dưới chắc chắn là anh ta cũng sẽ không ngại kèo đối đầu với con Garen bên phía của đối phương. Thứ nhất là anh ta vẫn ngang bằng về mặt kinh nghiệm, và thứ hai là với cái sải tay dài của mình thì anh ta sẽ luôn luôn là chất tướng có được lợi thế trước con Garen ở bên phía bên kia. Mặc dù lượng tiền của Mitsura thời điểm này không phải là quá nhiều, nhưng anh ta sẽ không thua trong cái kèo solo với con Garen kèo để đều. Và đây là Zhao Pi ở khu vực đường giữa không bắt lại được vào vị trí của Lang Gui, nhưng đây sẽ là cơ hội để cho Zhao Pi có thể tiến vào và khống chế phần đường bên phía đối phương. Trong khi đó khu vực đường rồng dù có một pha thi đấu cắm kiếm chính xác là anh ta có được mà hạ gục Mitsura. Và trong khi đó khu vực đường trên thì Zhao Pi tổ chức tấn công vào Sang có phản công, Rafe cũng đã đến nhưng là Gui cũng đã đến kịp. Sang sử dụng nhảy và nền, anh ta đang cố gắng để có thể thoát về và đổi mạng cho anh ta trong tình huống thi đấu này, đó sẽ là Lang Gui. Alone đến hơi trễ để có thể tung ra một tình huống sẽ xích tội lỗi chiếm lại ưu thế cho những người đồng đội của mình. Sang vẫn quyết định quay trở lại, những cái trụ của anh ta đã sập rồi, anh ta nên lui thì hơn, anh ta không còn quá nhiều máu ở đây nữa. Yu cũng đang đến nhưng Yu không có chiêu cuối và sẽ không có thêm bất kỳ mạng nào dành cho EDG nữa. Nó vẫn sẽ là những pha thi đấu gọi là đổi chác đến từ cả hai đội tuyển thôi. Họ đánh macro và họ bên phía EDG thì họ khai thác vào Corki với việc liên tục sử dụng Jill cũng như là Sinh Tu để anh ta bắt được vào vị trí của Corki. Trong khi đó khu vực đứng trên thì Xiao Trang cũng không được chơi khá là nhiều, nhưng hiện tại thì con Garen này đang khá là khỏe nha. Nhưng mà lối lên đồ chúng ta nhìn thấy Jill thì phải là đồ bây giờ anh ta bắt đầu lên cho mình búa tiến công, còn với con rắc nằm trong tay của Xiao Trang thì anh ta cũng không lên búa tiến công là đồ hai. Tôi đã nhìn thấy anh ta lên một cái huyết trượng rồi và có lẽ rằng anh ta sẽ lên cho mình trước, đó là một cái gươm suy vong để tăng khả năng solo PK với con Redton ở vị trí đường trên của Naos. Còn chắc là đồ 3 anh ta mới lên cho mình một bùa tiến công cơ. Còn ở đây thì chúng ta thấy được rằng Cam, đây là một pha thi đấu Cam rất gây thơ. Anh ta có cắt và sắt lướt về nhưng đơn giản Sinh Tu xuất hồn đi thôi. Một ngày thi đấu không tốt đến từ vị trí của Cam với con bài Redton của mình. Và Sinh Tu cùng với Sang trong tình huống vừa rồi thì họ biết chắc là đối phương sẽ không còn cái thần cá sấu nữa.
Khan ta đã sử dụng cái thần cá sấu ở trong pha giao tranh hỗn loạn khu vực được trên vừa rồi. Và bây giờ thì Khan không còn trên bản đồ. Thế kiểm soát con sứ giả khai nước trong vòng 6 giây nữa sẽ đáp xuống bản đồ, nó sẽ thu về cho bên phía của EDG. Họ đang tiến hành kiểm soát xung quanh khu vực hang mục tiêu. Và Giao Pi cũng đang có mặt ở đây, anh ta đang muốn tranh chấp mục tiêu với đối phương hay sao? Chúng ta sẽ cùng làm chờ xem. Xin đu sẵn sàng tự kiếm lần thứ 3 rồi, tự kiếm lần thứ 3 vào sứ giả khai nước. Ra về bắt đầu băng vào thủy đô tâm diệt, gặp vào đầu người đi đường bên phía đường lộ siêu bom điện ngục một quang vào cũng rất nhiều sát thương. Nhưng Du cùng với Lan Gui cùng với Sang đang làm rất tốt nhiệm vụ đánh chặn của mình. Và Xin đu đã có thể trừng phạt thành công mục tiêu lớn. Nhưng bây giờ ai sẽ là người ở lại trong đội hình của DG đây? Và đó là Sang. EDG quyết định đánh trong pha thi đấu nên Xin đu bị cô lập ở một góc. Mitsura cùng với Miyamo tìm thấy anh ta, một nhiều xuất hồn vào và đó là tự sát đến từ Xin đu. Và bây giờ thì Du có thể lùi về được một chấm máu và chắc chắn là EDG nên về khi mà người đi rừng của họ vừa mới mất đi. Nhưng pha thi đấu này thì Naos có thể lời, nếu như họ lấy được cái trụ này họ lời hơn về một mạng và sau đó là họ lấy được cái trụ đường giữa, một cái trụ rất quan trọng để có thể tiếp cận đến con rồng tiếp theo trận thi đấu này. Đây là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Naos họ dồn rất nhiều chiêu thức vào vị trí của Xin đu rồi, nhưng Xẻo Trang cũng như là Yu anh ta làm nhiệm vụ đánh chặn quá tốt để khiến cho Yao Pi không tiếp cận được vào con sứ giả trong tình huống đó. Rafe có một pha móc là tuyệt vời và để cho bên phía đội tuyển Naos có chiến thắng một pha giao tranh. Nếu như pha thi đấu này mà Xin đu anh ta có chiêu cuối thì có lẽ rằng một pha mở của anh ta sẽ giúp cho bên phía đội tuyển EDG có thắng lợi ở trong pha giao tranh này, nhưng mà anh ta quá mỏng và ngay lập tức thì anh ta phải lên bàn điểm số. Một pha thi đấu thả sứ giả từ rất xa để gây áp lực đến các thành viên của bên phía đội tuyển EDG và họ cũng lên tiếng nói rằng là họ muốn ăn cả hai. Một pha thi đấu mà họ muốn trở thành một người đàn ông tham lam, họ muốn lấy cả con rồng này. Cam đã có mặt ở đây, Rafe có mặt ở đây và đây là gói hàng đã được nâng cấp đến từ vị trí của Mitsura. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem pha thi đấu này các thành viên của Naos họ chống trả cái đợt tấn công này đến từ EDG như thế nào. Đường trên gần như bên phía đội tuyển Naos quyết định là bỏ cái trụ này rồi và đây sẽ là cả năm thành viên của Naos đang có mặt ở đây. Yu, Lang Hui, Sinh Tu đã có mặt ở đây và chuẩn bị là Xẻo Trang đến và đây là một pha mở trước đến từ vị trí của Naos à. Họ thả con sứ giả nhưng họ thả cái gói hàng nhưng mà con rồng này đang bị ngược lại rồi. Cam anh ta đã để lộ mặt rồi. Đây sẽ là pha thi đấu mà các thành viên của bên phía đội tuyển Naos muốn tấn công nhưng Naos đang thực ra Cam đang ở một góc rất khó và nếu như bên phía đội tuyển EDG họ chuyển mục tiêu sang vị trí của Cam thì hoàn toàn sẽ là một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển EDG là người có lợi, là vào trước tích được tử kiếm rồi và chúng ta cùng chờ xem chiêu cuối được tung ra. Đây là cái xuất huyết quá đẹp đến từ vị trí của Sinh Tu trong tình huống vừa rồi. Một pha thi đấu mà làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đó là các thành viên của bên phía đội tuyển EDG và gần như đó là pha thi đấu mà bỏ đến từ các thành viên của bên phía đội tuyển Naos rồi. Rồi tiếp tục là dù tấn công vị trí của Mitsura cắm kiếm luôn. Mitsura có tốc biến nhưng sau đó là Sang lao vào và Mitsura cũng không còn trên bản đồ và con rồng này, con rồng nước sẽ tiếp tục thuộc về cho bên phía của EDG. Một pha thi đấu thắng lợi toàn tập dành cho EDG, họ vừa có được trụ trên với một con sứ giả khe nước được tả chậm, họ vừa có được con rồng nước ở phía dưới của bản đồ và họ vừa mới thắng giao tranh. Ui, có được 4 mang hai cục bên phía của đối phương và thậm chí là Sang còn có được thêm một trụ nữa. Pha thi đấu quá lời dành cho EDG. Đây là một pha thi đấu mà bên phía đội tuyển Naos họ cho thấy một sự hơi chần chừ. Thứ nhất là Mitsura anh ta trải vào cái thảm lửa nhưng mà cái thảm lửa mà lại khiến cho con rồng mà nó quay trở ngược lại. Còn đây là một pha thi đấu mà sử dụng cái xuất hồn quá đẹp, gom được 3 người và sát thương anh ta đủ. Nếu như không có cái đồng hồ cát thì anh ta đã phải làm đôi rồi. Và sau đó thì một pha chiêu cuối đến từ vị trí của Erlon cũng đẹp không kém để giúp cho bên phía đội tuyển EDG họ thắng toàn tập trong pha giao tranh vừa rồi. Họ có rồng, họ có mạng, họ có hai trụ ở khu vực đường trên. Quá đẹp và không còn gì để chê đến từ các viên của bên phía đội tuyển EDG. Rõ ràng với một đội hình mà như chúng ta đã nói rằng con Yone là một con tướng có khả năng ra vào tốt hơn con Aatrox rất là nhiều. Nhưng bên phía đội tuyển Naos họ vẫn quyết định lựa chọn con Aatrox là vị tướng first pick của họ và nó tạo nên một cái hệ lụy nó không được tốt lắm. Ở trong pha thi đấu vừa rồi chúng ta thấy được cái sự tù đến từ con Aatrox như thế nào và trong đó thì Yone nó quá thoải mái để trong có những pha ra vào ở trong tình huống vừa rồi. Pha thi đấu mà chúng ta thấy rằng Naos họ muốn đánh nhưng mà rõ ràng là cái khả năng setup của họ nó không được sự tốt ở trong pha thi đấu vừa rồi. Rồi, khởi động Baron đến từ Edward Gaming và hoàn toàn không có tầm nhìn đến từ Naos ở khu vực này. Rafe đang bắt buộc phải là người đi đầu, bãi mìn được quăng ra đến từ Miyamo. Miyamo có tình huống siêu bom địa ngục hay không? Vẫn chưa có siêu bom địa ngục. Rafe bây giờ đang bắt đầu lao vào thả thiên tạch. Ôi, Rafe cướp được con Baron lần nữa. Cách nào mà anh ta có thể cướp được vậy? Và sau đó là Xin Đu cố gắng thoát đi với đặc mệnh của mình, anh ta có thể thoát đi được nhưng con Baron thì đã thuộc về cho bên phía của đối phương. Tiếp tục là một tình huống cướp Baron điên rồ là từ Naos. Lại là vừa ra vừa phê đến từ người hỗ trợ của bên phía đội tuyển Naos một lần nữa. Tuần thứ hai tiếp tục là cướp Baron đến từ vị trí của Rafe, nhưng công rất lớn đó là cú siêu bom địa ngục cực kỳ đẹp đến từ vị trí của Miyamo và chúng ta cùng chờ xem trừng phạt trượt 99 máu và hình như là cái thủy triều giận dữ của Rafe đã cướp được con Baron đến từ vừa rồi và nó khiến cho tiến độ mà bên phía đội tuyển EDG họ snowball nó chậm đi rất là nhiều ở trong tình huống đó. Một pha thi đấu mà không đáng có đến từ các viên của bên phía đội tuyển EDG và đặc biệt đó là Sinh Tù. Và bây giờ với con Baron, các thành viên của bên phía đội tuyển Naos họ sẽ gỡ gạc lại rất nhiều tài nguyên, đặc biệt là những cái trụ đầu tiên, cái trụ đường dưới đã bị mất đi.
đó là một pha trận đấu mà cực kỳ sai lầm đến từ EDG ở trong tình huống vừa rồi. Họ đứng quá đông ở trong khu vực hang Baron và để cho một siêu bom địa ngục của Mibo thả ra là rất thoải mái, và bây giờ họ sẽ chịu được một sức ép đến từ cái bùa lợi Baron này. Hai con tướng Mibo và Mitsura với Corki và Zik đẩy trụ là cực kỳ nhanh. Trong tình huống thi đấu ở hang Baron vừa rồi thì cái dàn trắng của EDG lại làm không tốt một chút xíu nào so với cái tình huống kiểm soát của sứ giả khe nước. Lẽ ra là Sang cùng với lại Langui cùng với lại Garen nằm tay của Yu nên có một tình huống đánh cao, đánh chặn ở con đường tiến ra hang Baron như cách mà họ đã làm ở trong tình huống kiểm soát của sứ giả khe nước đầu tiên, để giúp cho Xindu có một tình huống trừng phạt mục tiêu nó bình tĩnh hơn. Thì có lẽ là con Baron đã thuộc về cho họ, lúc đó là họ có lợi thế rất là nhiều và tốc độ ăn Baron cũng là rất nhanh nữa. Tuy nhiên thì họ để cho Rafe có thể tiếp cận vào, và sau đó là rất nhiều thứ được bên phía của Nao Esports quăng vào. Một cú siêu bom địa ngục, một cú thiên thạch, và nó khiến cho Xindu bị rung tay và anh ta không thể nào đưa ra một tình huống trừng phạt quá chuẩn xác được. Có vẻ như người Trung Quốc đang khá vô duyên trước Rafe của Nao Esports. Từ bây giờ chúng ta sẽ đặt một biệt danh cho anh chàng này là ông hoàng trộm cướp. Ông hoàng trộm cướp Rafe. Những cú gọi là cướp trên dàn mướp, và những cú gọi là những phi vụ thế kỷ đến từ anh chàng này. Cứ ra là phê, cứ ra là có Baron đến từ người chơi hỗ trợ của bên phía đội tuyển Naos. Và thật sự nó là một điều mà khá khó chịu khi mà chúng ta thấy được rằng để cho những vị tướng như kiểu Nautilus và Gragas cướp được, và không chỉ một lần, đó là hai lần. Có lẽ rằng Rafe anh ta rất có duyên với những cái bùa lợi, và nó sẽ giúp cho bên phía đội tuyển Naos, nó sẽ khiến cho cái tinh thần của EDG họ đi xuống khá là nhiều. Mặc dù là chúng ta thấy được rằng vẫn sẽ là lợi thế dành cho EDG thôi, cái bùa lợi Baron vừa rồi nó cũng không giúp cho Naos họ có thể hơn tiền được so với chịu EDG sau một pha thi đấu họ chết rất nặng ở khu vực rồng đó. Khiến EDG bây giờ họ vẫn chênh đâu đó khoảng tầm 3.000 tiền và đang sở hữu là hai rồng. Con rồng tiếp theo của trận thi đấu này nó sẽ là con rồng mà tối quan trọng đến từ bên phía đội tuyển EDG, và bên phía đội tuyển EDG không được phép mắc sai lầm như cái cách họ làm ở hang Baron nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ xem bên phía đội tuyển Naos họ sẽ tận dụng được cái lợi thế mà trời cho nó như thế nào thôi. Và chúng ta cùng nhìn ở trong trận thi đấu này, khi con rồng nó cũng sắp sửa được xuất hiện về đẩy đường, thì bây giờ EDG họ sẽ tập trung hơn với sử dụng cái lợi thế về con tự chất tướng, đó là Zac và Garen với hai cái bố tiến công của mình. À không, Garen không lên bố tiến công, chỉ có một xẻo trang thôi. Họ sẽ đánh 4-1. Họ sẽ sử dụng con Zac này như một công cụ đẩy lẻ. Và thật ra là bây giờ con Zac đẩy rất khỏe, gần như là cá sấu nằm trong tay của Cam, không có cơ sở để có thể đánh 1-1 với anh chàng này nữa rồi. Và có thể như nếu như con rồng này bị tranh chấp thì rất dễ dàng dành cho bên phía của đội tuyển, đó là EDG họ sẽ có một cái trụ siêu cấp. Và chúng ta sẽ phải cùng chờ xem, đây sẽ là pha thi đấu rất quan trọng đến từ Naos. Họ cần phải giành chiến thắng trong pha thi đấu này. Bắt đầu tích cho mình đó là những cú tử kiếm, đó là Xindu Gaming. Và đây là bắt đầu lao vào trước, đó là ví dụ Rafe, siêu bom địa ngục tung ra. Nhưng lần này siêu bom xấu quá, siêu bom không trúng bất kỳ ai cả. Và bên phía đội tuyển Naos họ mất đi một công cụ rất quan trọng để mở con rồng này, đó là siêu bom địa ngục đến từ vị trí của Miếc Mồ. Trong khi đó thì khu vực đường trên thì Sang đẩy tới nhà rồi. Nỗ lực phòng thủ của Can là rất tốt, tuy nhiên thì trụ siêu cấp đã có cho bên phía UDG. Trong khi đó Rafe bị cắm kiếm, anh ta bị thiêu đốt và phải bấm đồng hồ. Sau đó là cú thiên thạch của Yu đã có thể kết thúc đi cái màn ngà gục của Rafe. Và bây giờ thì cánh bên này Edward Gaming đang hơn người, sẽ là cơ hội cho họ để có thể kiểm soát con rồng này, nhưng họ chưa muốn kiểm soát đâu. Họ muốn tấn tiếp, một cú đặt mà tiếp tục kiểm soát đến từ Xindu. Ngay lập tức là Mitsura bốc hơi. Bên phía bên này Miếc Mồ cũng bị tìm đến, anh ta bắt buộc phải sử dụng gói chất nổ của mình để thoát đi. Zappy đang cố gắng để có thể quẩy với quỷ kim đắc kim của mình, nhưng bên phía bên kia thì Miếc Mồ bị cô lập. Và Miếc Mồ đã bay lên đại điểm số. Xindu thì đang ăn rồng. Zappy có tầm nhìn, nhưng bây giờ tầm nhìn của anh ta mất đi rồi. Con mắt xanh vừa mới biến mất xong. Và đây sẽ là rồng thứ 3 dành cho EDG. Rồng 3 rất khó khăn rồi. Và những cái gọi là cố gắng của Rafe nó không giúp cho bên phía đội tuyển Naos có thể thắng một pha giao tranh. Bởi vì anh ta ăn được con Baron, nhưng đây là một pha thi đấu mà Rafe mắc lỗi. Anh ta đứng trên tầm nhìn phá mắt và anh ta bị cấu rất nhiều máu. Đây là pha thi đấu mà anh ta bị dính đến, đó là cái tử kiếm kết hợp với một pha dậm công lý Demacia đến từ vị trí của Jill. Và nó bắt buộc dành cho Mitsura phải trải một cái thảm để hỗ trợ cho người bạn của mình. Nhưng sau đó cái tốc biến cũng không cứu được anh chàng này khi mà cái thiên thạch đã có sẵn sàng trên người rồi. Và một cái điều quan trọng hơn là như đã nói, ở trong thời điểm hiện tại thì con Renekton không đánh lại được con Zac rồi. Khi mà con Zac đã ba đồ, chúng ta thấy được rằng áp lực, quá áp lực ở khu vực đường cánh, nó khiến cho Naos có những quyết định sai lầm. Và có vẻ như là Naos Esports thì họ vẫn chưa cảm nhận được một cách quá đúng đắn cái sức mạnh đội hình của họ trong ván thi đấu này. Và tiếp tục là một pha giao tranh thất bại dành cho Naos. Và EDG có được 3 rồng, đây là cái lợi thế rất lớn dành cho họ. Lần này của Xindu không chính xác ở vị trí của Rafe. Siêu bom liên ngục trả ngược lại và Xindu bắt buộc phải bấm đồng hồ. Xindu sẽ có thể kẹt lại ở đây và thả thiên thạch. Tiếp tục là một cú thả thiên thạch tốt đến từ vị trí của Yu và Miếc Mồ một lần nữa lên bàn điểm số. Còn Rafe thì có được màn hạ gục của Xindu ở trong pha thi đấu này. Một pha thi đấu mà rất nhạy cảm đến từ vị trí của Yu với một pha thả thiên thạch của mình. Và đó là lý do tại sao ở thời điểm hiện tại con Garen thiên thạch đang là một vị tướng quá một cái lối lên đồ nó khá là hot đến từ bên phía Trung Quốc.
hai vị tướng đầu tiên thì chúng ta chỉ thấy con Cơ Bưu lên thiên thạch, nó sẽ là một cái combo rất đẹp đến từ cái tối hậu thư thôi. Nhưng hiện tại thì bên phía Trung Quốc họ cũng để cho một con tướng như kiểu Garen có cái thiên thạch này và nó làm rất là tốt. Nó thứ nhất là phụ đam dành cho vị tướng này. Và Garen cũng nó cũng đủ trâu bò để anh ta không cần phải lên những món đồ thiên hướng thủ dạng như là cái đồng hồ hay là cái thú tượng thạch giác làm gì cả. Và anh ta có thêm một công cụ tấn công, một phương pháp tấn công mới đến từ Garen với cái mưa thiên thạch của mình, và vừa rồi tiếp tục là một mạng hạ gục. Rất đáng tiếc, đó là pha thi đấu mà Rafe anh ta nháy được cái gọi là anh ta, mặc dù anh ta rất là to nhưng anh ta sử dụng cái thân thể của mình để sử dụng một đường Baliren rất là dẻo và khiến cho cái chiêu cuối đó đến từ vị trí của Sinh Tu nó trượt. Nhưng mà rất là đáng tiếc rằng họ không đủ gọi là công cụ để có thể dứt điểm được vị trí của Sinh Tu nhanh, và sau đó thì Miếc Vô cũng phải lên bảng điểm số trước một cái mưa thiên thạch. Rất là đáng tiếc. Và bây giờ thì con rồng ngàn tuổi cũng sắp xuất hiện, và lại một lần nữa chúng ta thấy được rằng bên phía đội tuyển Naos họ cần phải vận dụng tối đa được cái lợi thế của họ ở trong trận thi đấu này. Hiện tại thì ôi làm gì đấy, Zappi nhảy vào hang rồng nhưng ta vẫn có chiêu ba của mình để có thể thoát ra được, ra đối tình huống nhảy vào hang rồng để có thể kiểm soát sai và đây là này, kiểm soát cái vị trí của Sinh Đu đang ở đâu thôi. Và đây là một cú mũi tên xuyên phá không chính xác từ vị trí của Alon, trả lại một cú tên lửa định hướng cũng là như thế. Mitsura trải tầm lửa lao thẳng vào giữa đường phía đối phương, sau đó làn gùi bay vào và Sinh Đu tiếp tục có một cú đặc mệnh rất là không chính xác, và anh ta đang bị mất khá nhiều máu. Zappi đã truy đuổi ở vị trí của Sinh Đu, hai người đi đường truy đuổi lẫn nhau, Zappi có giáp hồi sinh còn Sinh Đu thì đã mất đi rồi, và Mitsura cũng đã phải lên bàn điểm số. Sau đó thì tiếp tục là sát thương đến từ EDG dồn vào người đi rừng bên phía đối thủ, đó là Zappi. Hai người đi rừng cũng đã mất đi, trong khi đó của bên đường trên thì Sang đang đánh nhà, và các Memo cùng Mika đang rất nỗ lực ở đây, và họ thành công thủ được cái nhà chính này trước khi những con Thiên Vương Trùy bắt đầu tiến vào. Và thi đấu rất thoát tim dành cho Naos, nhưng bây giờ cái nhà chính của họ chỉ còn 104 máu thôi. Một đợt đẩy nữa của Sang thì rất có thể là cái nhà chính của Naos sẽ không còn nữa. Cái việc mà dẫn đến những cái quyết định rất là vội vàng đến từ Naos là bởi vì cánh của họ thua ấy. Họ không thể nào mà cản được con rắc nó đẩy trụ, bởi vì một mình con cá sấu là không đủ, cho nên họ cần phải gia tăng cái tốc độ trong cái nhịp tấn công đó. Thì bên phía đội tuyển Naos có một pha mở nó khá là hay đến từ Mitsura, anh ta hoàn toàn tách biệt được so với các thành viên của bên phía đội tuyển EDG. Nhưng câu chuyện là chúng ta thấy Yaopi có một pha thi đấu anh ta tham minh cái tốc biến, anh ta không bắt được vào vị trí của Sinh Thu, anh ta bắt trượt. Và bây giờ thì Rafe đến lại một lần nữa, chúng ta thấy được Rafe đang làm gì đây, sử dụng cho mình đó là một cú dịch chuyển đến từ vị trí của Mitsura, cố gắng lao vào móc đến từ vị trí của Rafe, nhưng Rafe chắc chắn sẽ là người nằm xuống trước. Họ ngăn cản được vị trí của EDG ăn được con rồng này, nhưng thời gian nó chỉ là sớm muộn thôi, và chúng ta cùng chờ xem cái nhịp này nó sẽ là nhịp như nào. Tiếp tục là một cái dịch chuyển, và nếu con rồng này được ăn thì chắc chắn rằng đây sẽ là chiến thắng. Chưa có tầm nhìn, sử dụng pha chiêu cuối để lấy tầm nhìn trước, Mibo đang là đối tượng bị lao vào đến từ vị trí của ui cái đau đánh tay cuối cùng, có thủy kiếm đến từ vị trí của dịch lấy được mạng đến từ vị trí của Sinh Tu rồi, và đây là cơ sở để Yaopi có thể vào một phát trừng phạt thành công. Và các thành viên của bên phía đội tuyển Naos đã làm được điều đó, và bây giờ họ sẽ phản công. Họ còn cho mình đó là vị trí của Aatrox, họ còn Mitsura và họ còn cả Zeke, và chúng ta cùng chờ xem. Alon lao vào tốc biến bắn chết được vị trí của Aatrox rồi, và họ đang chưa muốn dừng lại. Chúng ta cùng chờ xem Lam Rui Ziu tốc biến đi, nhưng Mimo vẫn là phải người nằm xuống, cố gắng có thể dứt được điểm đến từ vị trí của Aatrox hay không, và câu trả lời là không. Các thành viên của bên phía đội tuyển EDG họ vẫn có chiến thắng, mặc dù đó là pha thi đấu rất cố gắng để có thể lấy được con rồng ngàn tuổi rồi, khi Sinh Đu đã phải nằm xuống trước một đòn đánh có thủy kiếm. Nhưng bây giờ họ sẽ làm thế nào để ngăn chặn được bốn người của EDG tấn công đây, và đó sẽ là chiến thắng một bình tơi đến từ vị trí của Rafe, và đó là không đủ để bên phía EDG có thể có được trận thắng này. EDG coi như chấp hai mục tiêu lớn ở trong ván thi đấu này, họ chấp một con Baron, họ chấp một con rồng ngàn tuổi.